Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh ban mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng. Sống là thương nhưng lòng chẳng dấn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sâu, sống chẳng qua với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng dân bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dân. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, sống yên vui danh lợi mãi coi mời đạo tràng chúng ta niệm hồng danh Đức Bổn Sư để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày tu bát quan trai cuối năm 2019. Và để chuẩn bị cho ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán của năm Canh Tý, chúng ta sẽ tổ chức cái hội thi Đố Vui Học Phật dành cho cư sĩ và các vị tăng xuất gia. Cái sự tổ chức hội thi này đã được bắt đầu từ năm khoảng 2001-2002 gì đó cho tới bây giờ, thì coi như là gần 20 năm mỗi năm đều có tổ chức một lần. Nó nội dung của nó là để trắc nghiệm lại sự tu học của quý Phật tử sau một năm đi chùa nghe pháp và học kinh. Và sự trắc nghiệm này cũng giúp cho tất cả những người học Phật được học hỏi thêm nhằm mở mang kiến thức đối với Phật pháp và giúp cho nhiều người mở mang sự thấy biết về Phật pháp. Và chủ đề lần này của chúng ta là muốn nói về pháp môn Tịnh Độ, và trong đó lấy hai bộ kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử
một số căn bản về pháp môn tịnh độ để cho quý vị có một cái vốn vững chắc để dự thi, và đồng thời cũng để chúng ta tu mà không có bị thối chuyển tâm Bồ Đề. Thì thưa quý Phật tử, gần đây có rất nhiều trên cộng đồng mạng người ta chỉ trích về Kinh Đại Thừa. Những bộ kinh như là Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Di Đà, Kinh Niết Bàn, Kinh Lăng Già, Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Cang, và một số Kinh Đại Thừa đều bị chỉ trích. Đây là những cái bộ kinh không phải do Phật thuyết. Và kinh này soạn ra từ các vị Bà La Môn giáo, từ những người xuất thân đạo Bà La Môn mà làm ra, chứ không phải kinh Phật. Chính vì cái chỗ đó mà có nhiều người rất là hoang mang. Bây giờ không biết mình hồi trước tới nay mình tu theo Kinh Đại Thừa. Có nhiều người phát nguyện trọn đời tụng Pháp Hoa, có nhiều người thì đi sâu vào áo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Già, vân vân, Kinh Kim Cang. Nhưng mà bây giờ thì lại có một cái ý kiến trái chiều. Và như vậy thì thực ra là ta tu có đúng theo Kinh Phật hay không? Cho nên chính vì cái chỗ đó mà làm cho tâm Bồ Đề bị lung lay. Chính vì cái tâm Bồ Đề lung lay đó, thành ra cái pháp môn tịnh độ thì là cái pháp môn dựa vào ba bản kinh. Thứ nhất là A-di-đà, Đại Bổn và Tiểu Bổn. Thứ hai là Vô Lượng Thọ. Thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ. Dựa vào ba bản kinh này mà tu pháp môn tịnh độ. Chỉ có ba cái bản kinh này thôi. Như vậy thì cái người niệm Phật A-di-đà cũng có thể, do vì những cái lời chỉ trích nặng hơn nữa là phỉ báng Kinh Phật, nhất là Kinh Đại Thừa, thì cái niềm tin về Đức Phật A-di-đà, niềm tin về thế cực lạc của chúng ta, thử hỏi nó có còn vững chắc hay không? Nó có còn là có thể nói là tin sâu để rồi phát tâm trì niệm cho đến cái giai đoạn là đạt được cảnh giới nhất tâm như kinh đã nói hay không? Đó cho nên có nhiều người niệm Phật nhưng vẫn bị người ta nói rằng pháp môn niệm Phật cũng giống như là một cái cục kẹo để mà dụ con nít khóc. Chứ thật sự ra nó không phải là cứu cánh. Bởi vì Phật A-di-đà không có thật, cực lạc không có thật. Pháp môn niệm Phật để dành cho những người hạ căn hạ trí, dành cho ông già bà cả, những người mà không thể tu thiền định được, cho nên mới tu pháp này. Và giảng sanh cực lạc
chỉ là một cái bánh vẽ, chứ không có về đâu hết, không có giảng sanh đâu hết. Khi chúng ta tu niệm Phật mà chúng ta bị những cái lý lẽ đốn phá, mà chúng ta không có vững niềm tin, không nắm được căn bản của cái pháp mình tu hành, chắc chắn là mình phải bị ngã. Chắc chắn là niềm tin chúng ta sẽ lung lay và sẽ thối chuyển tâm Bồ Đề. Thì nếu như chúng ta thối chuyển tâm Bồ Đề thì chúng ta sẽ không còn tha thiết để mà niệm Phật, không còn tinh tấn để mà hành trì danh hiệu Phật, và chúng ta cũng không còn tha thiết để cầu sanh về thế giới cực lạc. Vì sao? Vì thế giới cực lạc không biết thật hay là giả. À, chính vì cái chỗ này mà quý vị thấy á, cái phong trào mà niệm Phật á, cũng có lúc là cao trào, nhưng mà cũng có lúc thì nó lại bấp bênh, nó không còn là cái chỗ đứng nữa, mà nhất là bây giờ. Cho nên những người mà niệm Phật đó thì là chỉ trừ các cái vị mà gọi là lão thành mà tu pháp môn này, hay là đã trải nghiệm được những cái ấn chứng trong cái khi mà niệm Phật đó, thì những người đó họ còn niềm tin đối với Phật A Di Đà. Còn những người mới bắt đầu tu á thì cũng giống như con thuyền mà không biết cái hướng mình phải đi về đâu, cứ để vậy đó rồi nó quay đâu nó quay, mặc kệ. Mình tu giống như là tu vui, chứ không phải là có định hướng một cách rõ ràng. Và niệm Phật thì không thấy linh, niệm Phật thì cũng không thấy chứng, cho nên là niệm Phật suông vậy thôi. Cái thứ hai nữa là tới cái lúc mà chúng ta cần phải niệm Phật thì chúng ta lại không nhớ để mà niệm nữa. Lúc nào mới là cần niệm Phật? Tức là cái lúc khổ. Cái lúc khổ thì chúng ta không nhớ Phật để mà niệm, mà chúng ta nhớ gì? Nhớ cái phiền não với cái cảnh khổ mà chúng ta đang đối đầu đó. Chúng ta chỉ có cái phiền não mà thôi. Thành ra là Phật không hiện vào lúc đó, mà Phật sẽ không đến với chúng ta, không còn ngự ở trong lòng của chúng ta nữa. Bây giờ ở đây sư sẽ dẫn chứng những cái giá trị của Kinh Đại Thừa để quý vị vững niềm tin về Kinh Đại Thừa trước, rồi sau đó mới chỉ cho quý vị là về cái pháp môn tu. Bởi vì mình dựa vào Kinh Đại Thừa mình mới có pháp môn niệm Phật này. Nhưng mà bây giờ mình không có tin vào Kinh Đại Thừa thì làm gì mà mình tin pháp môn được. Cho nên là phải biết về Kinh Đại Thừa một chút, mà thử coi lại Kinh Đại Thừa này thật sự là có phải là Kinh của Phật hay không. Thì xin bắt đầu nói về qua cái lịch sử của Phật một chút. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn trong vòng 100 ngày thì Ngài Ca Diếp vì sợ chánh pháp của Phật bị mai một, cho nên Ngài mới tổ chức một cái cuộc kết tập Tam Tạng Kinh điển của Đức Phật lần thứ nhất tại núi Kỳ Xà Quật. Lần kết tập này gọi là Ngũ Bách La Hán kết tập, tức là 500 vị La Hán họp lại trong núi Kỳ Xà Quật để nói lại kinh và luật của Đức Phật, mà trải qua 49 năm Đức Phật đã giáo hóa.
Thì phần về kinh á, thì ngài A Nan lặp lại, có nghĩa là trùng tuyên lời Đức Phật. Và trước khi ngài A Nan xuất gia, tức là 20 năm về trước, thì ngài A Nan nghe các vị trưởng lão, các vị đã nghe Phật nói đó, thì ngài kể lại, rồi ngài theo đó mà lặp lại. Thì đó là phần kinh. Về phần luật á, thì ngài Upali là trùng tuyên lại những cái giới cấm, những cái điều răn mà Đức Phật đã chế cho hai bộ tăng ni. Thì cái phần này ngài Upali tụng 80 lần, cho nên gọi là bát thập tụng lực. Tụng tới thuộc lòng luôn, tất cả là 80 lần. Tụng tới tụng lặp đi lặp lại là 80 lần. Thì cái lần đầu tiên kết tập tam tạng, tức kết tập kinh điển này đó, nó chỉ có hai tạng thôi, tức là kinh tạng và luật tạng. Và lần này thì không có ghi chép gì cả, chỉ là đọc lại cho mọi người nghe thôi, để rồi nhớ mà tu hành thôi, chứ không có ghi chép. Sau 100 năm thì ở tại thành Visali, còn gọi là Tỳ Xá Ly đó, các tỳ kheo trẻ là xuất thân từ thành Visali này rất là đông. Và trong nhóm các vị tỳ kheo trẻ đó thì có một cái vị tỳ kheo tên là Bạc Xà Tử, Tỳ Xá Ly Bạc Xà Tử đó. Thì vị tỳ kheo này trong cái ngày Bố Tát trước chúng lăng, ngài Bạc Xà Tử mới nói ra 10 điều phi pháp. Tại sao gọi là 10 điều phi pháp? Bởi vì trong 10 điều này chiếu theo thời Đức Phật còn tại thế á, thì không cho phép. Nhưng mà bây giờ, tức là sau Phật 100 năm rồi, thì bây giờ là mở rộng những cái gì mà Phật không cho phép đó, thì mở ra để được phép đó. Cho nên gọi là 10 điều phi pháp. Thì trong 10 điều đó đó, thì nó gồm có thứ nhất á, gọi là diêm tịnh. Diêm tịnh có nghĩa là căn cứ theo lực Phật chế lúc Phật còn sanh tiền á, thì Phật không cho các tỳ kheo chứa thức ăn cách đêm, tức là những thức ăn mà phổ thông đó, ăn rồi còn dư cho người ta hết, chứ không được để dành để qua ngày hôm sau ăn lại. Đó là Phật không cho chứa. Nhưng mà cái ngài Bạc Xà Tử đó, thì ngài lại đưa ra một cái điều là nhưng thức ăn thì không được cách đêm rồi, theo Phật rồi, nhưng mà nếu như thức ăn đó được ướp muối thì có thể giữ lại qua ngày hôm sau để ăn tiếp. Đó gọi là diêm tịnh, tức là lấy muối ướp vào thức ăn đó để giữ lại ngày hôm sau. Đó là điều thứ nhất, thì được cất lại để ngày mai ăn. Điều thứ hai gọi là chỉ tịnh. Chỉ tịnh có nghĩa là cái vị tỳ kheo thì cứ bữa ăn chính là cứ bữa ngọ, sau ngọ thì không được ăn. Nhưng mà ngài lại chế lại là nếu như vị tỳ kheo này đang đi giữa đường, tức là không có ăn được dọc đường, thì có thể ăn sau giờ ngọ một chút, có nghĩa là khi mặt trời nó xế bóng khoảng 3 mét thì vẫn được ăn, tức là ăn sau giờ ngọ, là ăn cũng gần giữa chiều đó. Đó là thứ hai. Thì thứ ba gọi là tụ lạc gian tịnh, có nghĩa là tỳ khưu á, sau khi ăn rồi mà nếu như trước giờ ngọ mà đi tới một cái tụ lạc khác, ở cái tụ lạc khác đó người ta cho thức ăn, thì vị này vẫn được ăn tiếp tục. Thì đây là điều thứ ba là
được ăn thêm một lần nữa. Tức là nhưng mà mặc dù nó vẫn còn ở trong giờ ngọ, nhưng mà được ăn hai lần. À, trong giờ ngọ ăn hai lần, ăn ở hai nơi, à, được ăn hai lần. Thì thứ tư á, gọi là trụ xứ tịnh. Trụ xứ tịnh á, tức là một tháng á, theo quy định của Đức Phật là một tháng hai kỳ tỳ kheo phải dâng tập lại để mà Bồ Tát. Đó. Nhưng mà nếu như cái chỗ Bồ Tát đó, đó nó quá chật hẹp, không đủ để cho tỳ kheo tập trung lại, thì có thể chia ra làm hai nơi để Bồ Tát. Đó, đó là cái điều thứ tư. Cái điều thứ năm là tùy ý tịnh. Có nghĩa là ở trong một cái nghị định gì của tăng đoàn á, thì nó phải gồm có ý kiến của tất cả mọi người tập hợp lại, lấy ý kiến chung để mà quyết nghị. Nhưng mà có cái người nào đó là đang tu thiền định hay là đang ở một cái nơi nhập thất gì đó, không có đến để dự họp được, à, thì không có ý kiến người đó. Nhưng mà cái nghị định đó thì sẽ được công bố sao cho cái vị đó, thì cái này là hợp pháp. À, thì đây là một cái điều thứ năm mà ngài Bạc Xà Tử đưa ra. Qua cái điều thứ sáu á, thì gọi là cũ trụ tịnh. Cũ tức là lâu năm, tức là những cái việc làm của các tỳ kheo bây giờ có thể là chiếu theo cái tiền lệ trước đây đã làm, thì bây giờ mình làm thì mình hợp pháp, tức là không có sai. À, chiếu theo tiền lệ người trước làm mình làm theo, đó là cái đó là được. Thì thứ bảy á, xin hòa hợp tịnh. Xin hòa hợp tịnh nghĩa là sau giờ ngọ á, thì các tỳ kheo không được ăn phi thời. Nhưng mà ở đây chế lại, tức là có thể lấy nước hòa với sữa đó, để uống, không cần phải để sữa lắng xuống. Đó là gọi là xin hòa hợp tịnh. À, xin có nghĩa là xin tô, tức là sữa đó, sữa sống đó. À, thứ tám là bất ít lũ ni sư đàn tịnh. Có nghĩa là theo quy định của Đức Phật thì tọa cụ á, ni sư đàn là cái tọa cụ của các tỳ kheo á, thì hãy có cái khuôn khổ theo cái quy cách là đúng theo lực. Đó, ví dụ như là 6 tấc, 8 tấc vuông gì đó, rồi phải mai viền xung quanh lại. À, và giới hạn của cái tọa cụ đó. À, nhưng mà ở đây chế lại, tức là nếu như cái tọa cụ mà không có mai viền xung quanh thì có thể mai lớn hơn, à, không cần phải theo kích thước đó cũng được. Đó là điều thứ 8. Cái điều thứ 9 á, tức là thủy tịnh. Thủy tịnh có nghĩa là Đức Phật chế tỳ kheo không được uống rượu. À, nhưng mà ở đây thì ngài lại mở ra là nhưng nếu mà cái người đó bị bệnh, tỳ kheo đó bị bệnh hoạn, thì được uống rượu pha với nước để mà trị bệnh. À, thì cũng giống như bây giờ mình thấy là bên Phật giáo Bắc Tông là đang sử dụng 10 điều này. Và điều thứ 10 đó, thì theo lực Phật chế á, là tỳ kheo không được rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Nhưng mà cũng có trường hợp bất đắc dĩ tỳ kheo phải cầm hoặc là giữ hay là cất chứa tiền bạc. Đó là điều thứ 10. Như vậy thì chúng ta thấy là 10 điều này đó được đưa ra, thì có một số tỳ kheo, số đông tỳ kheo tán thành cái ý kiến này và bắt đầu họ làm theo. Thì cái ngày nọ, ngày Gia Xá đó, là một cái vị tỳ khu trưởng lão cũng là thông tam tạng đó, và với lực của Phật đó, ngài đi hành đạo, ngài đến thành Visali, thì nhằm ngay cái ngài Bồ Tát, thì ngài mới nhìn thấy chư tăng ở trong thành Visali đó, họ mới vận động thiện tín cúng dường tiền bạc
À, thì ngài Gia Xá hết sức ngạc nhiên rồi, nói cái điều này Phật không cho phép, mà tại sao các vị làm? Ngài không đồng ý. À, ngài phản đối. Ngài phản đối thì họ mới, các tỳ kheo đó mới bắt ngài Gia Xá phải xin lỗi. Bởi vì sao? Vì lăng mạ tăng chúng và làm phương ngại đến sự cúng dường của Phật tử. Hiện tính người ta cúng dường mà tại sao không cho? Đó. Cái thứ hai nữa là làm như vậy thì nói tăng chúng là làm phạm với lực sao? Cho nên bắt ngài phải xin lỗi trước công chúng và trước mặt Phật tử. Ngài không chấp nhận, ngài trốn, ngài đi vào trong thành. Và ngài Gia Xá mới công bố 10 điều phi pháp này cho mọi người biết, để cho mọi người biết rằng ở trong thành Visali có những tỳ kheo là thực hiện 10 điều phi pháp này, coi như là không đúng với luật Phật. Thì các tỳ kheo mới họp lại, mới làm cái pháp yết ma tẩn xúc ngài, đuổi ngài ra khỏi thành, không cho ngài ở đây. Ngài mới đi về phương Tây, tức là trở về nước Ca La Thấp Di. À, tức là ở nơi đó thì ngài mới ngồi buồn quá, mới suy nghĩ là Phật pháp nó đang ở trong cái thời kỳ là xuống cấp như vậy, à, rồi chư tăng nó lại là không tu hành đúng như Đức Phật còn tại thế, cho nên ngài buồn quá, ngài mới nghĩ đến Phật pháp, ngài mới đi vận động các cái vị thượng tọa, các vị trưởng lão ở phương Tây đó, để mà cho các vị đó là đồng tình với mình, để mà làm cho thanh tịnh tăng đoàn. Thì các vị trưởng lão đều đồng ý. Và cuối cùng rồi á, họ mới cùng nhau đi qua thành Visali. Bên thành Visali thuộc về phương Đông, còn ở bên thành Ca La Thấp Di là ở về phương Tây. Đó, thì các vị trưởng lão phương Tây mới đi qua phương Đông, tức là qua thành Visali. Khi đi qua thành Visali thì mới tổ chức một cái cuộc là kết tập tam tạng lần thứ hai. Thì lần này thì có ghi chép, lại. Và trong cái hội nghị đó thì có nhiều người ý kiến để đem cái chuyện 10 điều vi pháp này ra để bàn. Thì có nhiều ý kiến quá, cho nên cuối cùng không giải quyết được. Vì vậy á, họ mới thành lập một cái quỹ ban gồm có 8 người, trong đó còn có 4 vị trưởng lão phương Tây và 4 vị trưởng lão phương Đông, ra để mà ngồi lại, để mà đưa 10 điều vi pháp này ra để thảo luận. Thì trong 4 vị trưởng lão phương Tây thì có cái trưởng lão là Ly Bà Đa đó, thì ngài mới đọc từng điều một trong 10 điều phi pháp này. Và ở bên cái 4 vị trưởng lão phương Đông đó thì là ngồi để mà nghe và chiếu theo với luật của Phật để rồi có công nhận hay không. Thì điều thứ nhất được đọc ra, bên các vị ngài Ly Bà Đa đọc ra, thì các vị ở bên phương Đông á thì cho rằng cái này phi pháp không đúng. Điều thứ hai cũng cho rằng phi pháp không đúng. Điều thứ ba cũng vậy, cho đến 10 điều coi như tất cả đều công nhận đây là phi pháp. Thành ra nó mới gọi là phi pháp. Bởi vì không căn cứ vào giới luật Phật thì nó không có và không được phép. Đức Phật ngài có nói á, là giới luật của Phật chỉ có Phật mới chế được, không ai có quyền thêm bớt. À, nếu thêm bớt thì không phải giới Phật. Cho nên á, là chiếu theo đó mà tất cả đều không công nhận 10 điều này và đều công nhận là đó là phi pháp. Thì coi như là cả phương Tây và phương Đông đều công nhận là phi pháp hết. Nhưng mà lúc bấy giờ các cái vị số đông, các vị tăng kẻ của thành Visali đó thì không chấp nhận, không tùng phục. Cho nên họ mới kéo qua một cái nơi khác để rồi là họ thực hiện theo cái này, theo 10 điều phi pháp này. Thì kể từ đó bắt đầu trong tăng đoàn chia làm hai phái. Một phái là số đông gọi là đại chúng bộ, một phái là các vị thủ cụ gọi là thượng tọa bộ, là gồm các vị trưởng lão kỳ cụ đó.
Thì trong cái thời gian đó, đó là sau Phật 100 năm. Thì khi mà đã phân lập phân phái tăng đoàn rồi thì dần dần cho đến 100 năm nữa, tức là cái 200 năm. Thì trong thời gian 100 năm nữa thì mỗi một cái bộ như vậy đó, một bộ phái đó lại phân lập ra làm nhiều bộ phái nữa, cho nên cộng lại tất cả hai bên chia ra là 20 bộ phái. À, bên này sanh ra là 9 bộ, là bên đại chúng bộ sanh ra 9 bộ, là 9 bộ nữa, còn bên là thượng tọa bộ thì sanh ra là 11 bộ nữa, thì cộng lên là 20 bộ, 20 bộ phái. Và 20 bộ phái này thì sau này có 20 bộ lực. Mỗi bộ phái có bộ lực riêng. Mà cái bộ lực mà hiện giờ đó là của Phật giáo Bắc Tông á, là Thọ Trì đó, tức là bộ lực tứ Phật của Ngài Đàm Vô Đức Bộ. Bộ lực này có giá trị tới bây giờ. Và bộ lực của Phật giáo Nam Tông á, Thọ Trì hiện nay đó, là bộ lực ngũ phần. Nó gồm có 227 giới. Bên này là có 250 giới, và ni là 348 giới. Đó là bên Bắc Tông. Đó. Thì là Phật giáo đã phân phái trải qua thêm một thời kỳ là 100 năm, thì coi như ra 20 bộ phái. Thì đến cái thời kỳ mà khoảng là 200 năm đó, thì cái thời kỳ này đó, thì có xuất hiện một vị La Hán tên là Đại Thiên. Vị La Hán này trong kinh ghi là Ngài là con của một người là thuyền trưởng, lớn lên đi xuất gia và thành tựu được A-La-Hán. Và vị này có rất nhiều người tôn kính. Ngài Đại Thiên này mới đưa ra một cái chủ thuyết trong cái Ngài Bồ Tát. Thì Ngài mới đưa ra một cái thuyết có 5 điều nói về cái khuyết điểm của một vị La-Hán. À, một cái bài kệ mà gồm có 5 điều chỉ trích về khuyết điểm của một vị La-Hán. Coi như vị La-Hán vẫn có những chỗ chưa có hoàn toàn, chứ chưa phải là đầy đủ hết. Cho nên mới gọi là La-Hán là quả của tiểu thừa đó, là như vậy. À, và Ngài nói thêm là thời Phật còn tại thế á, thì chư thiên hoặc là tứ chúng á, mà nói với nhau mà có Phật ấn chứng á, thì gọi là kinh. Nhưng mà sau Phật Niết Bàn rồi, trong đại chúng nếu có vị nào thông minh, có vị nào có tài thuyết pháp giỏi, thì vị đó cũng có thể trước tác kinh. Đó, Ngài Đại Thiên nói vậy. Và cái ý của Ngài Đại Thiên đưa ra thì có rất nhiều người là không chấp nhận. Có rất nhiều người là nghe cái làm cũng giống như là hơi ngỡ ngàng, không chấp nhận. Nhưng mà rồi sau cùng thì người ta cũng chấp nhận. À, thì cái vấn đề mà trước tác kinh đó đó, thì quý vị biết á, là kinh điển của Đức Phật thuyết lúc mà Phật còn tại thế đó thì gọi là kinh nguyên thủy. Nguyên là tức là ngay cái gốc ban đầu, còn thủy tức là đầu tiên đó, khởi thủy đầu tiên đó, là ngay cái gốc khởi thủy đầu tiên là Đức Phật còn tại thế thì gọi là kinh nguyên thủy. Thì dựa vào những cái bản kinh nguyên thủy này thì các ngài mới trước tác lại thành những cái bản kinh đại thừa, thành những cái bản kinh mới. Bản kinh mới này là gọi là kinh đại thừa. Bởi vì sao? Vì cái tư tưởng này nó được mở rộng, cho nên là có nhiều tình tiết chúng ta thấy là hy hữu, chưa từng gặp, chưa từng có, gọi là vị tằng hữu đó. Đó thì ở trong kinh điển rất là nhiều. Thì những cái bản kinh này đó là có sau Phật, tức là sau Phật 200 năm. Thì quý vị biết á, thì như vậy thì Phật giáo phân phái tăng đoàn là sau 100 năm, và phân chia giáo lý là 200 năm.
À, tức là 200 năm sau Phật Niết Bàn là giáo lý bắt đầu mới có chia ra giáo lý tiểu thừa và giáo lý đại thừa. Còn 100 năm sau Phật Niết Bàn tức là mới chia ra đại chúng bộ và thượng tọa bộ, tức là chia ra hai phái. À. Như vậy thì á, trong cái thời gian mà kinh điển đại thừa bắt đầu xuất hiện đó, thì chúng ta thấy bắt đầu có những cái bản kinh là bây giờ là Phật giáo Bắc Tông đang tu tập, đang thọ trì. Đó, thì những bản kinh mà sư kể hồi nãy đó, trong đó có kinh Di Đà. À, trong đó có kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh là Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Viên Giác, nhân dân. Nhiều bản kinh được xuất hiện là điều tất cả đều là sau Phật hết. Nhưng mà bây giờ á, chiếu theo cái lịch sử của Phật giáo thì chúng ta thấy á, những cái bản kinh sau thời Phật thuyết mà xuất hiện thì bây giờ người ta chỉ trích là kinh của Bà La Môn, kinh đó không phải của Phật. À, thì ở đây sư chứng minh những quý vị thấy là kinh đó có phải của Phật hay không, kinh đó có giá trị hay không, và tu theo kinh đó có kết quả hay không. À, thứ nhất, kinh này sau Phật đồng ý, nhưng nó được trước tác từ cái bản kinh nguyên thủy. Cũng giống như bây giờ mình để cái ly ở đây trên bàn, và cái bóng của cái ly này nó dội xuống bàn, thì cái bóng á, nó giống hệt như cái ly không khác. Bởi vì cái ly này hình sao thì cái bóng nó y vậy, nhưng mà nó lớn hơn cái hình thật của cái ly. Đó, thì cái phần này gọi là phần trước tác, vì nó được khuếch đại lên. Tuy nhiên nó không rời cái ý của Phật, tức là nó không ngoài cái hình của cái ly này. Tức là kinh Đại Thừa không ngoài cái ý của kinh Nguyên Thủy. Ý kinh Nguyên Thủy là ý của Phật. Kinh Đại Thừa là lấy từ cái ý này mà viết ra, cho nên trong đó vẫn có ý Phật, chứ không phải là tự đặt được, mà tất cả đều là trùng hợp đúng theo ý của Phật thuyết, chứ không có sai khác. Đó là giá trị của kinh Đại Thừa. Cái thứ hai đó, tu theo kinh Đại Thừa có kết quả hay không? Trong cái thời kỳ là 2000 năm sau Phật Niết Bàn thì chúng ta thấy có rất nhiều cái vị tổ đắc quả, mà gần nhất cho chúng ta thấy là tổ Huệ Năng, tổ Cấm Sơn, tổ Đơn Điền. Đó. Các ngài đều tu theo kinh Đại Thừa, mà lục tổ Huệ Năng đã đắc quả, để lại cái nhục thân cho đến bây giờ là trên 730 năm. À, cái nhục thân của ngài vẫn còn nguyên vẹn. Và gần đây ở Hà Nội chúng ta là cái nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh, cũng theo kinh Đại Thừa mà đắc quả, cũng để lại cái nhục thân hiện còn ngồi ở ngoài chùa Đậu ở ngoài Hà Nội. À, rồi một cái nhục thân nữa có hòa thượng là thiền sư Như Trí, cũng là ngồi ở trong cái tháp mà bị đứa chân châu nó lấy cây nó thọt vô mù hết con mắt. Đó thì cũng theo kinh Đại Thừa mà tu hành. Ngài lục tổ Huệ Năng chứng ngộ từ cái kinh Kim Cang, tức là kinh Đại Thừa Kim Cang. Nào, kinh Kim Cang á, là quý Phật tử nào muốn biết á, thì lật cái Nhật Tụng bên Bắc Tông đó, thì có cái phần kinh Kim Cang đó, là cái phần đó là lục tổ Huệ Năng ngộ từ cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó, mà ngài chứng đạo từ cái câu kinh này. Như vậy thì kinh Đại Thừa cho chúng ta thấy á, kinh này vẫn có giá trị và tu hành vẫn có thể đắc quả, vẫn đắc quả, không khác gì kinh Nguyên Thủy. À, như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng nói về kinh, mặc dù là trước Phật hay là sau Phật đều có giá trị như nhau.
Cái thứ hai nữa, điều có lợi ích khi chúng ta tu hành theo kinh Nguyên Thủy hoặc kinh Đại Thừa đều có lợi ích giống nhau, có nghĩa là dẫn đắc đạo. Và trong những cái bản kinh đó không phải chỉ nói lý thuyết suông, mà nó vẫn có nói về các cái sự việc ở trong đó nữa, có nghĩa là có sự và có lý viên dung, chứ không riêng về lý không. Cho nên chính vì vậy mà kinh Di Đà, có người cho rằng kinh này là sao Phật cũng được đây, nhưng mà có điều là chúng ta theo kinh Di Đà mà tu hành thì trong kinh Di Đà vẫn nói rõ sự và lý. Sự tức là nói về thế giới cực lạc, Phật A Di Đà. Lý là nói về cái lý để mà chứng đắc, tu hành chứng đắc đạt được cái sự giảng sanh. Cho nên ở đây chúng ta thấy là không có cái gì để mà chúng ta nghi ngờ về kinh điển của Đức Phật cả. Đó. Và nếu như trong kinh điển của Phật mà có cái chỗ nào mà chúng ta cho rằng không phải là chân lý, không phải của Phật nói, thì chúng ta đừng có đem nó ra để mà chúng ta sử dụng, mà hãy chọn lọc lại những cái lời nào mà có hợp về chân lý thì chúng ta đem ra sử dụng, đem áp dụng. Đó, đó là cái cách của chúng ta tu theo bây giờ, theo cái thời đại Phật giáo hiện nay. Chứ không có gì mà để rồi chúng ta phải bỏ hết, mà chúng ta có thể lựa chọn. Những vị giảng sư thuyết kinh hoặc là giảng kinh thì quý vị biết là có nhiều khi á, giảng theo ý của mình. Cho nên mới nói là kinh vô lượng nghĩa, kinh Phật vô lượng nghĩa, tức là nghĩa nào cũng trúng hết, nhưng mà thật sự ra giảng theo cái ý phàm của mình thì có khi nó cũng không có đúng lắm, khi không đúng lắm. Vì vậy mà mình phải chọn lọc những cái chỗ mà giảng giải đó, cái nào hợp với chân lý thì mình lấy ra sử dụng, cái nào không hợp chân lý thì đừng có đem áp dụng, bởi đem áp dụng nó không lợi ích. Nó là như vậy. Cho nên là Đức Phật Ngài có dẫn chứng một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy là Ngài nói như một cái người nuôi bò sữa. Sau khi lấy sữa bò, người nuôi bò này muốn cho có lời nhiều đã pha vào một phần nước rồi đem bán. Người lái buôn mua sữa pha nước này đem về vì muốn được lời cho nên pha thêm phần nước nữa, rồi mới đem bán lẻ. Người mua lại mua sỉ, đem bán sỉ, người mua của bán sỉ đem bán lẻ, thì cái người này pha thêm phần nước nữa rồi mới đem bán cho người tiêu dùng. Như vậy thì trong sữa bò đó chỉ có một phần sữa mà có tới ba phần nước. Người muốn sử dụng sữa để làm thuốc, muốn kiếm sữa nguyên chất thì không có, cho nên bắt buộc phải mua sữa pha nước. Nhưng mà muốn lấy được sữa nguyên chất để làm thuốc trị bệnh thì người ta đem về người ta nấu cái sữa đó để cho nước bốc hơi và còn lại được sữa nguyên chất đem ra sử dụng thì vẫn có kết quả, vẫn trị được bệnh. Thì cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật để lại cách nay đã 2562 năm thì có rất nhiều sự giảng giải, sự chú thích, rồi là nhiều ý kiến được là đưa vào trong, ghép vào trong trong lời của Đức Phật, và nó dịch giả vân vân, nó đã làm sai đi một bộ phận nào ở trong kinh điển. Thì nếu như chúng ta học Phật, chúng ta không kiếm được cái kinh gốc, cái kinh nguyên thủy, thì chúng ta bắt buộc phải học những kinh này. Tuy nhiên chúng ta sẽ lựa chọn cái phần nào là hợp chân lý thì chúng ta theo, phần nào không hợp chân lý chúng ta bỏ. Cũng giống như mình lấy mà nước, mà lấy sữa làm bỏ nước vậy đó. Như vậy thì để cho quý Phật tử thấy là những cái bản kinh mà bị
gần đây có nhiều người chỉ trích, nhiều người phỉ báng đó, những bản kinh đó là không có gì để chúng ta do dự hay là chúng ta suy nghĩ, coi như nó là những cái phần miễn bàn ở trong giáo lý Đức Phật, là những phần có thể nói chúng ta làm kim chỉ nam để tu được, học được, chứ không có gì mà ngại hết. À, chúng ta khỏi phải lo cái vấn đề này. Bây giờ nói qua cái pháp môn tịnh độ. Thì pháp môn tịnh độ đó là ở trong pháp môn này có hai phần sự và lý. Về phần sự á, thì cách cái chỗ mà chúng ta đang ở đây 10 muôn ức cõi Phật, ở chỗ đó có một cái thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới này có một vị Phật đã thành Phật và đã thành Phật được 10 kiếp, coi như Ngài đã sống được 10 kiếp rồi, và hiện tại Ngài đang ở đó để thuyết pháp giáo hóa chúng sanh ở đó. Vị Phật đó tên là A Di Đà, dịch là Vô Lượng Thọ hay là Vô Lượng Quang. Vị Phật này có 48 đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Trong 48 đại nguyện đó thì từ cái nguyện thứ 17 cho đến cái nguyện thứ 21 đó, thì Đức Phật Ngài nói nếu như có trai lành gái tính nào mà phát tâm tin ưa cõi nước Cực Lạc và nguyện được sanh về, tức là trong lòng mong mỏi được sanh về, thì cái người này tu được bao nhiêu thiện căn phước đức mà hồi hướng để sanh về cõi thế Cực Lạc thì được Đức Phật tiếp dẫn sanh về cõi nước đó. Ở đây chúng ta thấy là cái lời nguyện này Đức Phật rất là mở rộng và rất là từ bi để tiếp dẫn những chúng sanh nào trên 10 phương thế giới này, không riêng gì cõi ta bà của mình, để được sanh về nước của Ngài. Đức Phật mở rộng như vậy. Và tất cả những thiện căn phước đức đó thì Đức Phật Ngài chưa có đề cập đến là niệm Đức Phật, niệm tên của Ngài, tức là niệm A Di Đà Phật. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mình chỉ có thiện căn phước đức là có thể mình được về rồi. Còn nếu như mình niệm hồng danh của Phật A Di Đà được bấy nhiêu nên bấy nhiêu, hoặc càng nhiều càng tốt, hoặc giả là niệm cho đến được nhất tâm bất loạn, thì cái người này sẽ về cõi Cực Lạc, ngự ở cái phẩm cao, tức là ở cõi Cực Lạc có chia ra 9 phẩm sen. Trong 9 phẩm sen đó chia làm 3, thượng, trung và hạ. Nói về phẩm thượng á thì có 3, tức là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm. Về phẩm trung cũng chia làm 3, tức là trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm. Về phẩm hạ cũng chia làm 3, là hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm và hạ hạ phẩm. Đó tức nghĩa là trong 3 phẩm sen này thì mỗi phẩm chia làm 3, thành ra gọi là 9 phẩm. Thì nếu như mà mình tu hành mà phước đức mình, công đức mình nhiều, rồi mình niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn thì ở thượng phẩm. Còn nếu mình phước đức mình kém hơn thì ở trung phẩm, hoặc là kém hơn nữa thì ở hạ phẩm. Nhưng mà cái chung ở đây là tất cả đều được sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên Ngài Ngẫu Ích Đại Sư đó, Ngài có nói một câu này: quyết định giảng sanh là do nơi tín nguyện. Phẩm sen cao thấp tùy ở chỗ trì danh. Tức là mình muốn được giảng sanh về cõi Cực Lạc hay không là nếu mình có đức tin và mình có cái lời, cái tâm nguyện thì mình được về.
Còn mình ở đó, về đó mà được ở phẩm thượng hay là phẩm trung phẩm hạ là do lấy cái công đức kỳ danh của mình nhiều ít, hoặc là đạt được đến cảnh giới cao, cảnh giới thấp là do mình. À, thì sẽ ở chỗ thấp hoặc chỗ cao, chứ không có khó mà được giảng sanh. Tuy nhiên nói về cái sự mà giảng sanh cực lạc đó, thì quý Phật tử biết nó vẫn có hai: một, lâm chung giảng sanh; hai, hiện tiền giảng sanh. Lâm chung giảng sanh là khi nào mình bỏ cái thân này là mình đi về thế cực lạc. Hai là hiện tiền giảng sanh là cái thân này vẫn còn, nhưng mà mình đã sanh về thế giới cực lạc. Thì cái chỗ mà sanh về thế giới cực lạc trong lúc mà thân mình còn, nhục thân mình còn, là ở đây muốn nói sanh về cái chỗ nào? Tức là cái tâm mình đã thành tựu được thế giới cực lạc rồi, đã được lợi ích rồi. Cho nên đây là hiện tiền mà giảng sanh. Rồi khi nào bỏ thân này thì lâm chung giảng sanh. Còn có những người hiện tiền chưa vãng sanh nhưng mà đến lâm chung mới được vãng sanh. Đó, thì nó có hai cảnh giới như vậy. Thì quý Phật tử biết á, đối với cái niết bàn mà Đức Phật dạy cho đệ tử tu hành á, thì nó cũng có hai cảnh giới. Một, chứng niết bàn trong lúc còn thân thì gọi là hữu dư niết bàn, vì cái thân này mình còn phải ăn, phải uống, rồi phải bị lạnh, bị nóng, phải bị bệnh, bị già vân vân, thì cái thân này gọi là vẫn còn dư báo, gọi là hữu dư niết bàn. Vẫn còn chịu cái này cái kia ở trong cái xác thân này, nhưng mà cái tâm mình á là mình không có đau khổ nữa. Cái tâm mình là nó hoàn toàn nó sáng suốt, nó ra khỏi luân hồi rồi, nó không có tham sân si nữa. Đó, thì cái tâm này là cái tâm niết bàn, gọi là chứng hữu dư niết bàn. Niết bàn nhưng mà vẫn còn nghiệp báo từ nơi cái bản thân nhục thân này chưa có hết. Đó, thì cái người đó gọi là chứng hữu dư niết bàn. Sau khi cái người đó bỏ thân thì cái người này sẽ nhập vô dư niết bàn, tức là hoàn toàn về cảnh giới niết bàn, không còn dư báo nữa, tức là không có trả nghiệp về cái thân này nữa, không có già, không có bệnh, không có bị ai chửi, không có bị nóng, bị lạnh, bị đói, bị khát nữa. Đó, thì gọi là vô dư niết bàn. Thì cảnh giới cực lạc cũng vậy, khi bỏ cái thân này sanh về thế giới cực lạc, cũng giống như vô dư niết bàn. Khi còn cái thân này nhưng mà tâm đã chứng được cảnh giới cực lạc thì gọi là giống như cảnh giới kia là hữu dư niết bàn. Vậy thì tâm này muốn chứng đến cảnh giới cực lạc thì người ta gọi là, ta gọi là gì? Ta gọi là cực lạc tại tâm. Mà cực lạc tại tâm là khi nào mình tu, mình niệm Phật, đạt được cảnh giới nhất tâm bất loạn, rồi mới tiến thêm bước nữa, tức là tham và sân, tham sân si, ba cái này đều hết, thì coi như cũng tương đương với cái chỗ mà cảnh giới của vị La Hán, thể nhập vào cảnh giới cực lạc ở tại tâm. Và thân này phải chịu một số dư báo nào đó. Đó, coi như cái đó gọi là đã sanh rồi nhưng mà chưa sanh. Sanh mà chưa sanh. Như vậy thì á, người tu niệm Phật đó, nếu mà quan niệm chết mới về thế cực lạc á, thì quan niệm này á, nó đúng có một phần. Mà nếu mà chấp chặt vào cái chỗ này á, thì coi như là sai. Bởi sao? Vì nó còn có những trường hợp khác, tức là về cực lạc trong lúc còn sanh tiền, chứ không đợi tới bỏ cái thân này mới về cực lạc. Đó, nó có những trường hợp khác là như vậy. Thì nói về cái chỗ mà sanh về thế cực lạc á, nếu mà cái người mà tu mà cầu vãng sanh á, thì nó có ba món tư lương. Thứ nhất là tính, thứ hai là nguyện, và thứ ba là hạnh. Tính tức là tin sâu, tin vững chắc, tin không thối chuyển, gọi là tính. Như vậy thì mình tin ở đây là tin cái gì? Tin có thế giới cực lạc hay không, và mình tin rằng chắc chắn là có. Bởi vì sao? Vì Đức Phật đã dùng ngũ nhãn, Phật nhãn để xem ở trong vũ trụ này
Và Ngài đã nói rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Cũng giống như bây giờ khoa học người ta tiến bộ, người ta cũng dùng là những cái phương tiện khoa học, người ta nhìn ở trong vũ trụ này và người ta cũng nói là cách đây bao nhiêu triệu cây số đó thì có một cái hành tinh gọi là mặt trăng, và bao nhiêu triệu cây số đó có một cái hành tinh gọi là sao Hỏa. Đó, ta cũng nhìn thấy rồi, và người ta đã tuyên bố là đã có những cái thứ đó à. Và những cái vì sao lấp lánh ở trên cái bầu trời đó, gọi là dải ngân hà đó, thì tất cả những cái bầu vì sao đó là những hành tinh đang đi gần với nhau, kết thành một dải sáng, dệt sáng trên bầu trời, gọi là dải ngân hà. Chứ thật sự ra không có cái dòng sông ngân hà gì trên đó hết, mà là những hành tinh nó tỏ ánh sáng mà nó đi gần nhau, nó tạo thành một dệt sáng ở trên bầu trời vậy thôi. À, thì khoa học đã nhìn thấy những đó là những hành tinh. Và trên tất cả những hành tinh trong vũ trụ này có, cũng có những hành tinh mới hình thành, cũng có những hành tinh đã hình thành rồi, cũng có những hành tinh là đang hoại diệt. Nó hoại diệt thì nó sao? Nó bay, nó xẹt lửa ra thì người ta gọi là sao chổi đó. Rồi cũng có những hành tinh đã hoại diệt. Đó, tất cả những hành tinh này, cũng có những hành tinh có sự sống và những có những hành tinh chưa có sự sống ở trên đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài nhìn thấy có một hành tinh có sự sống, hành tinh đó chính là cõi Cực Lạc. Và ở đó Phật nói đất bằng vàng, cây bằng thất bảo, có chim biết nói pháp, có gió thổi khua lên tiếng pháp, có hoa sen là bằng bảy báo, rồi có ao bằng thất bảo, có cát bằng vàng, đất bằng vàng mà ao sen thì cát cũng bằng vàng, và chúng sanh sanh về đó từ hoa sen sanh ra. Đức Phật Ngài nói như thế, Ngài dùng bằng Phật nhãn của mình mà Ngài đã thấy như thế và Ngài đã nói lại như thế. Đó là một cái sự thật mà Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta. Và quý vị biết đó, cái kinh A Di Đà này là cái kinh này không có người nào hỏi hết. Thường thường Phật thuyết pháp á thì có người hỏi Phật mới nói, nhưng mà kinh A Di Đà Phật thuyết không có người hỏi. Bởi vì sao? Vì đâu có ai thấy thế giới Cực Lạc mà hỏi, quá xa, mắt phàm không thể thấy được, lấy gì đâu mà hỏi. Cho nên ở đây Đức Phật tự thuyết, cho nên gọi là kinh này thuộc về vô vấn tự thuyết, không hỏi mà Phật nói. Đó là kinh A Di Đà. Thì cái thế giới Cực Lạc kia nó có những cái đặc biệt khác hơn thế giới Ta Bà của chúng ta. Và cái sự khác biệt này nó mang cái tính đối đãi, cũng giống như bây giờ mình thấy ở trên trần gian này mình sống nè, có ngày thì phải có đêm, có tốt thì phải có xấu, có thiện phải có ác, có vui phải có khổ, có sanh thì phải có tử, có trắng phải có đen. Thì chúng ta thấy là Ta Bà chúng ta nó có cái đối đãi đó. Thì bây giờ so sánh từ cái lý đối đãi này thì chúng ta mới thấy rằng ở cõi Ta Bà này chúng ta là đau khổ, thì ở cõi kia là an vui. Đây là sự đối đãi. Như vậy thì cái mà chúng ta đang ở đây là cái đau khổ, thì bên kia có cái an vui. Cái mà ở đây chúng ta sanh ra từ bào thai thì ở bên kia nó sanh ra từ hoa sen. Cái mà ở đây chúng ta có đất bằng bùn thì ở bên kia đất bằng vàng. Ở đây chúng ta có cây á, thì cái chất của nó là gỗ, nhưng bên kia cái cây của chất của nó là thất bảo. Ở bên đây chúng ta là con người, có nhiều nghiệp chướng, có nhiều tội lỗi, thì bên kia là con người chỉ biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, không có nghĩ những cái điều ác quấy, không có tạo tội lỗi. Ở bên đây chúng ta sống là được một thời gian rồi chúng ta chết, tức là có sanh tử, nhưng mà bên kia sống trường thọ, vô lượng thọ. Ở bên đây chúng ta có nam có nữ, nhưng ở bên kia hoàn toàn nam không, không có nữ, không có người nữ.
Ở bên đây á, là con người chúng ta có ngày, có ngày, có đêm, có bóng tối, thì bên kia hoàn toàn là ánh sáng. À, mỗi người đều có ánh sáng và ở đó không có ban đêm. Cho nên chúng ta thấy những cảnh giới đối đãi này là những cảnh giới để cho chúng ta dùng cái trí để mà chúng ta nhận xét. Thì chúng ta thấy là có sự thật, chứ không có gì để mà chúng ta phải suy nghĩ là phải dùng mắt, mà phải dùng trí để thấy, dùng trí để phân biệt, để biết, chứ không phải dùng mắt để mà thấy. Cái gì mà chúng ta dùng mắt để mà thấy á, thì cái này là cái thường. Thí dụ như bây giờ Phật tử ngồi đây, mà Phật tử là nhìn thấy lửa cháy, thì Phật tử nói chỗ nào là chỗ nó đang bị cháy, đó là dùng mắt. Nhưng mà đằng này á, không dùng mắt để thấy, mà chỉ thấy khói bốc lên cuồn cuộn như vậy đó, là mà biết chỗ đó có lửa cháy, thì cái này là dùng bằng trí. Đó, chỉ dùng thấy, chỉ nhìn thấy khói mà biết có lửa cháy, đây là trí. Đó, cho nên là chúng ta thấy là con người chúng ta sống là cái trí là nó có cái hoạt dụng là gấp mấy lần cái căn trần của mình. Do đó mà mình không thể thiếu cái này để mà mình sống được. Thiếu cái này thì coi như là mình không bao giờ là mình là vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái khổ đau được. Thành ra phải có trí mới vượt qua được, phải biết mới biết được. Cái thứ hai nữa đó, cõi cực lạc này nó từ đâu mà có ra? Đó, Đức Phật nhắc trong kinh A Di Đà rất nhiều lần. Cõi cực lạc này sẽ dĩ có ra là do nơi công đức của Phật A Di Đà mà nó lập thành, mà nó trang nghiêm, nó có ra. Như vậy thì công đức Phật A Di Đà tạo ra cõi thế cực lạc. Còn nghiệp lực của chúng sanh ở cõi Ta Bà này tạo ra thế giới Ta Bà. Vậy thì hai cái này là quá đúng. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây tại sao thế giới này là thế giới nhiều đau khổ, một cái thế giới là gò nõng hầm hố, rồi con người lại xấu ác vân vân. Bởi sao? Vì nghiệp lực của chúng ta tạo ra từ vô minh mà tạo ra, từ tham sân si mà tạo ra cảnh giới này. Còn ở trên kia Phật cực lạc, tại sao nó an vui, nó tốt đẹp vậy? Vì do công đức của Phật A Di Đà mà trang nghiêm làm nên. Cho nên nó khác nhau ở chỗ là một cái tạo ra từ công đức, một cái tạo ra từ nghiệp báo. Thành ra hai cái này đều là tạo ra từ cái tâm hết. Nhưng mà cái tâm nghiệp báo, còn cái tâm kia là cái tâm công đức. Thành ra hai cái này nó khác nhau. Như vậy thì đã nói cái tâm làm ra cái thế giới này là cái công đức trang nghiêm từ nơi tâm của Phật A Di Đà mà có. Thì thế giới cực lạc này có bị hoại diệt không? Khi nào công đức của Đức Phật hết thì thế giới cực lạc mới hoại diệt. Cũng như khi nào mà nghiệp lực của chúng sanh cõi Ta Bà này hết thì cõi Ta Bà này mới hoại diệt. Đó, nó như vậy. Thành ra cái cõi Ta Bà của chúng ta nó còn lâu lắm, nó còn dài lắm, nó không có hoại diệt đâu, bởi vì nghiệp lực của chúng sanh quá nhiều. Mà nếu như tính theo cái kiếp của vũ trụ thì cái thế Ta Bà này nó có một ngày nào đó nó cũng phải hoại. Nhưng mà nghiệp lực chúng sanh còn thì nó sẽ thành tựu lại cái mới, chứ không phải là nó mất luôn, nó sẽ hình thành lại cái mới. Chứ nó không phải là nó mất rồi nó hết, nó sẽ có lại cái mới. Cái mới đó cũng từ cái tâm nghiệp báo của chúng sanh mà nó sanh ra, từ cái tâm vô minh tham sân si mà nó sanh ra. Nó cũng phải đi đến cái hoại diệt rồi nó mới sanh lại. Nói như vậy thì chúng ta là tin, tin như Phật cõi cực lạc có thật, tin Phật A Di Đà là có thật, là đó là tin sâu, tin một cách vững chắc. Quý vị biết á, cõi Ta Bà này á, khi chúng ta chào đời chúng ta mới có mấy mươi năm thôi, chúng ta có thấy ông Phật đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta tin có ông Phật Thích Ca? Ông Phật Thích Ca là mình không có thấy, bây giờ kiếp này mình không có thấy, nhưng mà tại sao mình tin? Thì cõi cực lạc kia mình cũng không thấy Phật Di Đà, nhưng mà tại sao mình tin? Vì có Phật Di Đà mới có cõi nước cực lạc.
vì tâm sanh cảnh y báo, chánh báo sanh y báo mà, cho nên là không thể không có được. Cõi Thích Ca này cũng vậy, ông Phật Thích Ca chúng ta không nhìn thấy vì Phật nhập Niết Bàn mấy ngàn năm rồi, nhưng ta vẫn tin có ông Phật Thích Ca. Bởi vì sao? Giáo lý của ông còn để lại đây nè, chúng ta đang tu nè, tức là thân Phật Thích Ca còn để lại đây nè. Đó, những cái quá thân mà Đức Phật Thích Ca để đây, tức là giáo pháp của Ngài. Và nhìn giáo pháp của Ngài thì chúng ta biết có ông Phật Thích Ca, chứ chắc chắn là phải có, chứ không phải là không. Cái thứ hai nữa đó, những cái thánh tích của Phật Thích Ca đã từng là hiện hữu, tới bây giờ thì người ta vẫn lưu lại, đến bây giờ vẫn còn ở bên Ấn Độ. Vậy thì có thể là làm chứng minh cho chúng ta tin có Phật Thích Ca tại đây, mặc dù chúng ta không thấy Phật Thích Ca là ra sao cả, không thấy gì hết, nhưng mà phải có Phật Thích Ca thôi, thì ở cõi Cực Lạc phải có Phật Di Đà thôi. Đó là cái sự tin sâu của chúng ta. Nói về nguyện thiết á, làm sao để có nguyện thiết? Nguyện thiết có nghĩa là nguyện tha thiết. Nguyện tha thiết này nó bắt nguồn từ cái chỗ là chúng ta nhàm lìa, nhàm lìa cái cõi ta bà này thì chúng ta mới có cái nguyện tha thiết. Trong kinh nói ví như có người rơi xuống hầm phẫn, thì cái người này có muốn ở với hầm phẫn một giây một khắc nào không, hay là muốn ra khỏi hầm phẫn liền ngay tức khắc? Thì cái câu trả lời là gì? Không có ai muốn ở đó một dầu cho một giây một phút nào cũng không muốn ở hết. Dù cho ở trong hầm phẫn đó mà ăn vàng cũng không ở nữa, mà ăn vàng thiệt mà phải sao? Phải là thoát ra liền. Lúc nào cái tâm cũng là khó chịu, cũng bực bội, là cũng muốn ra liền. Thì cái tâm muốn bỏ cái hầm phẫn này, tức là gọi là cái tâm nhàm lìa. Tâm là xả ly, tức là xả buông bỏ để mà rời khỏi, gọi là tâm xả ly. Thì cũng vậy, nếu như chúng ta ở ta bà này mà chúng ta còn quyến luyến, thì coi như chúng ta chưa có cái tâm nhầm lìa, chưa có cái tâm xả ly. Chúng ta có thể chán, nhưng mà chúng ta chưa ly. Nhàm chán thì có, nhưng mà ly thì không. Mà ly thì không thì làm sao chúng ta về phía Cực Lạc được? Cho nên muốn về phía Cực Lạc là phải có cái tâm xả ly. Mà muốn được xả ly thì phải nhàm lìa cái này, tức là phải chán, phải quán chiếu thấy được ở trần gian này là đau khổ, ở ta bà này là không có cái gì để vui hết, mà tất cả đều là giống như hầm phẫn vậy. Thì lúc nào cũng muốn bỏ nó, muốn đi đến một cái nơi khác, mà nơi đó chính là Cực Lạc. Là cái tâm này á, thậm chí cho đến ngủ cũng thấy, chất chiêm bao cũng thấy được cái Cực Lạc nữa. Tương tư mơ về trời liên hoa, đó là cái ý này nè. Cái bài kệ của Ngài Hoằng Nhất Đại Sư ghi ở ngoài cái bản ngoài chùa đó. Tương tư mơ về trời liên hoa, thì trong giấc ngủ chúng ta cũng mơ ước thấy Cực Lạc nữa, thì cái tâm đó mới là cái tâm được về Cực Lạc, gọi là nguyện tha thiết. Thành ra hai cái điều này mà quý Phật tử áp dụng được thì quý vị là chắc chắn về Cực Lạc rồi. Rất là cảnh giới đó nó rất là gần với chúng ta, mà chúng ta chỉ cần là một niệm A Di Đà là chúng ta có thể đặt chân lên phía Cực Lạc. Nói về cái thứ ba là cái hạnh, hạnh tức là sự trì danh, trì danh hiệu Phật. Trì danh hiệu Phật á, có ba cách: cao thinh trì, mật trì và kim cang trì. Cao thinh trì là mình niệm lớn tiếng, lấy tất cả hơi sức của mình ra để mà niệm danh hiệu Đức Phật, gọi là cao thinh trì. Kim cang trì tức là niệm nhấp môi, niệm nhấp môi, niệm nhỏ, niệm nhấp môi. Và mật trì tức là niệm thầm. Và trong ba cách này thì có hai cách: một là niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, hai là niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Quý vị niệm cách nào cũng được. Niệm bốn chữ dễ nhiếp tâm, dễ đạt nhất tâm hơn.
Bởi vì sao? Vì quan trọng là cái chỗ là chúng ta niệm được nhanh, mà càng nhanh thì tâm càng dễ nhiếp, mà niệm chậm thì tâm nó khó nhiếp. Bởi vì á, trong một cái niệm của chúng ta mà chúng ta chỉ cần sơ tâm, tức là không tập trung, không chú ý đó, là có thể có tạp niệm nhảy vô rồi. Vì vậy mà nhờ niệm là bốn chữ thì chúng ta có thể là có tập trung nhiều hơn, và nhờ niệm nhanh thì chúng ta sẽ tập trung được nhiều hơn, cho nên là dễ nhiếp tâm hơn, là như vậy. Thành ra là khi niệm Phật á, thì cái chỗ công phu á, làm sao để nhiếp tâm, chứ đừng có chú trọng là niệm gì đúng, gì niệm gì không đúng, đừng có chú trọng cái đó, mà niệm sao được nhiếp tâm, được đạt đến cái nhiếp tâm, là cái chỗ này là cần thiết nhất, là cái yếu chỉ của nó, chứ không đòi hỏi là phải niệm gì mới đúng hay là niệm cách kia mới đúng, không cần phải cái này. Cho nên ai niệm 6 chữ thì cứ niệm, ai niệm 4 chữ thì cứ niệm. Nhưng mà cái 4 chữ thì nó có cái lợi ích như vậy. Cũng như quý Phật tử biết á, tại sao mà các tổ người ta đặt cái thần chú Lăng Nghiêm đó là phải tụng gì giấc khuya, tức là giờ 4 giờ sáng. Và thứ hai á, phải tụng cho nhanh, thậm chí cho đến học thuộc lòng. Ở đây là cái dụng ý của các tổ á, là mình tụng 4 giờ sáng là bởi vì sao? Bởi vì sau một giấc ngủ mà trước khi ngủ á, là chúng ta đã có định tâm, nhiếp tâm trong cái tâm niệm Phật hay là cái tâm thanh tịnh gì đó. Cho nên chúng ta ngủ thì giấc ngủ này ta gọi là gì? Gọi là chỉ tịnh, chứ không phải là gọi là ngủ. Chỉ tịnh, chỉ á, tức là dừng lại tất cả, tịnh á, tức là thanh tịnh, tức là an trú trong cái cảnh giới thanh tịnh. Cho nên cái giấc ngủ của người tu là gọi là chỉ tịnh. Thì cái giấc ngủ này, tức là đi sâu vào một cái khoảng thời gian khoảng 6-7 tiếng hồ gì đó, là sự chỉ tịnh đó nó đã an trú như vậy rồi. Khi mình thức giấc á, thì cái tâm mình cũng giống như là còn mới mẻ ở trong cái sự thanh tịnh đó, nó chưa có khởi một niệm nào. Thì chính cái tâm thanh tịnh này thì trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ đạt được cái hiệu quả nhiều hơn. Đó là cái ý của tổ là thứ nhất, cho nên mới sắp cái thời chú Lăng Nghiêm vào cái 4 giờ khuya. Cái thứ hai nữa, muốn cho khi tụng kỳ tụng mà đạt được cảnh giới nhất tâm, bởi vì chú là mật nghĩa thì không thể giải nghĩa được. Vì vậy mà tụng là chỉ biết tụng thôi, nhưng mà nhờ vậy nó mới như mau nhất tâm. Thành ra muốn đạt được cái sự tập trung cao thì phải tụng cho nhanh. Tụng cho nhanh thì nó không có xen tạp tưởng vào trong đó, thành ra nó tập trung cao. Vì vậy mà các ngài là đặc biệt là trì chú là phải trì nhanh. Như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật á, chúng ta cũng áp dụng cái này. Niệm Phật phải niệm cho nhanh. Niệm cho nhanh thì kết quả nó sẽ cao hơn, tập trung được cao hơn, và nó mau định hơn, là ý chỗ này. Đó là cái cách dụng công của các tổ để lại cho chúng ta bắt chước. Chúng ta làm là sẽ có kết quả. Thành ra cái câu A-di-đà Phật đó, có thể là trong một phút là có 60 giây là Phật tử được niệm được 60 câu. Trong một giờ có 3.600 giây là Phật tử niệm được 3.600 câu. Trong 3 tiếng đồng hồ là mình niệm trên 10.000 câu. Như vậy thì các tổ á, ngài dạy chúng ta tu á, một ngày làm sao phải niệm được 10.000 câu Phật. Mà nếu như dụng công như vậy á, thì trong 3 tiếng đồng hồ là mình đã niệm được 10.000 câu Phật rồi, trên 10.000 câu Phật rồi. Là quý vị thấy kết quả gì? Là đạt được là như ý muốn luôn. Và nếu như còn lại 21 tiếng đồng hồ nữa mà mình niệm Phật lai rai thì một ngày mình tu biết bao nhiêu câu Phật. Đó, mình chỉ cần siết là mỗi một giờ mình siết một lần là một ngày mình chia 3 thời một tiếng đồng hồ, là mỗi một thời như vậy là mình siết 3.600 câu. Cứ việc là một giờ đồng hồ là được có 3.600 câu, thì mình chia làm 3 thời là mình có 10 câu rồi.
trên 10 câu rồi. Rồi á, bên cạnh đó là những cái thời khác đó, mình lao động, mình làm công việc này kia là mình niệm Phật lai ga niệm hoài. Quý vị thử làm coi cái tâm quý vị á, lúc nào cũng thấy Phật chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra, là Phật đều cho đến khi một cái giai đoạn nào mà Phật là trước mặt luôn. Thì chỗ này gọi là nhất tâm bất loạn. Nó đi đến cái giai đoạn là cuối cùng của nó là đến cái giai đoạn là đạt được cảnh giới nhất tâm bất loạn. Không có lâu, cho nên trong kinh Di Đà nói á, niệm từ một ngày cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. Một ngày ở đây là muốn nói những người mà đại căn đại trí, người ta tu một ngày thôi là nhất tâm bất loạn rồi. Còn có người nào dở hơn là tu 2 ngày, 3 ngày, cho nên dở nhất là cũng tu 7 ngày. Mà nếu chịu không phu như vậy là trong 7 ngày bảo đảm là nhất tâm bất loạn. Cái đó là các tổ ngài đã từng tu và ngài đã là bảo đảm cho chúng ta là trong thời gian 7 ngày. Thời gian 7 ngày là đạt được cảnh giới này. Đó, nó đạt tới cảnh giới này rồi mới ai tu thì nấy biết. Nó coi như là người đó có thể cảm nhận được cảnh giới này của mình là mình đã được ở trong cái chỗ là nhất tâm đó, thì nó là không có gì hơn. Bởi vì trong cái pháp tu niệm Phật nó chia làm ba. Đầu tiên á, chúng ta là chưa biết tu á, chúng ta niệm Phật á, thì niệm Phật này để trừ gì? Trừ ác niệm. Thì niệm Phật này gọi là thiện niệm, chứ không phải là niệm Phật mà gọi là thiện niệm. Rồi sau khi đó chúng ta niệm nhiều hơn chút nữa đó, niệm tới cái giai đoạn mà lúc nào cũng có Phật hết á, tức là câu Phật hiệu đều nhau, không có gián đoạn nữa, thì chỗ này gọi là chánh niệm. À, vì nó không có tạp niệm, gọi là chánh niệm. Và cho đến từ chánh niệm này bước lên một bước nữa, tức là nhất niệm. À, thì chỗ này gọi là không có niệm khác, lúc nào cũng có Phật hiện tiền trong tâm của mình. À, thì cảnh giới này là cảnh giới có thể nói là mình biết là sẽ có cơ hội để giảng sanh hiện tiền, chứ không đợi tới lâm chung. Thì cái người mà giảng sanh hiện tiền, lâm chung hoặc giảng sanh là chuyện rất bình thường, không có cần phải là nghi ngờ gì nữa. Bởi vì giống như người đắc quả hiện tại thì tới cuối cùng người bỏ thân này thì cũng là đắc quả, chứ phải đắc quả rồi tới bỏ thân người trở lại không đắc đó. Cho nên là quý Phật tử nhớ là pháp tu niệm Phật rất dễ hành, dễ chứng, dễ tu dễ chứng, chứ không có khó, nhưng mà đòi hỏi chỗ kiên trì và niềm tin. À, chúng ta có niềm tin, có sự kiên trì là có thể chúng ta sẽ thành tựu. Cho nên á, người ta nói á, ở trong kinh Hoa Nghiêm nói á, đức tin là mẹ của tất cả các công đức lành. Cho nên người có đức tin rồi á, thì công đức lành nó phát sinh ra. Bây giờ sư nói cái này cho quý vị thấy á, là có một cái bà già đó mà người ta chỉ bà niệm Án Mi Ni Bát Di Hồng, mà không phải là cái câu thằng chú này, mà niệm cái câu khác. À, niệm chặt lắc à, nhưng mà bà niệm tới là hào quang á, là bao phủ xung quanh cái chỗ bà ở. Có vị thiền sư đó đi đến nói bà niệm không có đúng, bà niệm Án Mi Ni Bát Di Hồng mới đúng, chứ bà niệm cái câu thần chú này bà niệm chặt rồi. Các bạn nghe vậy, cái bà niệm theo tự nhiên hào quang biến mất hết trơn. Cái vị thiền sư này mới đi một lát, nhìn lại thấy hào quang ngũ sắc ở chỗ cái khu bà ở bây giờ không còn nữa. Vị này mới hối hận, mới trở lại, quay trở lại nói bà niệm hồi nãy đúng rồi, tôi nói chơi, chứ bà niệm nãy đúng, bà đừng có niệm theo tôi. Thì bà quay là bà niệm cái câu kia của bà, thì hào quang tiếp tục trở lại. Thì ở đây muốn nói rằng mình tu mà đạt được cảnh giới nhất tâm là cái câu niệm đó, dầu là đúng hay sai, mà khi tá tâm đã được định rồi thì nó là đúng rồi đó, chứ không có đòi hỏi là niệm trúng niệm chặt nữa. À, niệm sao không được, miễn sao mà được nhất tâm là coi như trúng rồi đó. Rồi bây giờ nói á, niềm tin nó sanh ra công đức, là ví dụ như vậy. Dụ như Phật tử ở đâu đó mà đi mà đến một cái xứ lạ, thấy cái ngôi chùa,
thấy ông thầy ổng lụm cụm này kia, ổng tu cái mình tự nhiên mình nhìn thấy là mình kính trọng, mình sanh tâm là mình muốn cúng dường cái vị thầy đó. À, cái tâm mình là khởi cái niềm tin rồi phải phát tâm cúng dường, thì cái đức tin đó và cái sự cúng dường đó là sanh công đức cho mình. Mà nếu như đó có một người nào lại nói á, trời cái ông đó mà ổng tu hạnh gì, ổng là ăn mặn uống rượu vậy đó, cúng dường nó không được, không có tốt đâu, cái tự nhiên mình mất cái niềm tin, không có phước luôn, mất tiền mất của không có phước luôn. Cho nên á, cái người mà biết chuyện á, người ta không nói, ta biết cái người này cúng dường không đúng người, không đúng chỗ, nhưng mà ta không nói, thì cái người cúng dường vẫn có phước, à, vẫn có phước bình thường. Còn người kia làm sai thì cái tội gắng chịu. À, mà nếu như nói ra thì người cúng dường không có phước, người kia không có phước luôn, hai cái mất phước hết trơn. Đó cho nên là cái ý này để cho chúng ta thấy là niềm tin nó sanh ra công đức. À, cho nên người ta biết nhưng mà người ta vẫn nín thinh, à, để cho mình muốn làm gì đó mình làm, à, thì để cho cái phước của mình nó còn, nó đầy đủ, nó phát sinh ra đầy đủ, đó là cái chỗ đó, đó. Thành ra cái niềm tin nó rất là quan trọng ở trong cái sự tu hành, mà nếu thiếu cái niềm tin là khó tu lắm. Cái niềm tin này là nó không phải nó đòi hỏi phải có trí tuệ hay phải có gì hết trơn, chỉ cần có niềm tin đối với chánh pháp của Phật là đủ rồi. Còn trí tuệ hay không là cái đó đi sau, có cũng được, không thì cũng được, có thì càng tốt hơn, không thì cũng không sao. Cho nên quý vị mới nhớ cái chỗ này là chúng ta phải nhìn thấu đáo nó thì mới thấy nó rất là cần ở trong cái con đường tu hành của mình. A Di Đà Phật, cho thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta khởi thân, chúng ta hướng về Tam Bảo, cho tòa dâng lên lời tách bạch xin xả giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức một lòng nghì, hàng Phật tử chúng con đã thọ bát quan trai giới dự chọn một ngày rồi. Nay chúng con đồng sinh xả giới, ngưỡng mong chư tôn đức chứng minh mô Phật. A Di Đà Phật. Dù qua các giới tử đã tu được một ngày bát quan trai, một ngày tu hành tuy ít nhưng sự tinh tấn, sự phát tâm dũng mãnh, cũng như sự kiên trì những cái sự tu học của mình và sự tập trung để nghe pháp, thì đó là những cái công đức không có gì nhỏ. Thời gian nó tuy chỉ có mấy tiếng đồng hồ nhưng mà công đức rất là nhiều chứ không ít đâu. Trong kinh Phật nói là tài thí như đăng tiểu thất, pháp thí như nhật nguyệt chiếu tam thiên, tức là tiền của mà đem bố thí á, thì cũng giống như ngọn đèn thắp trong cái nhà nhỏ. Còn chánh pháp mà chúng ta nghe được, chúng ta đã nhận được từ cái sự mà ban rãi của những cái người hướng dẫn cho mình đó, thì cái phước báo của mình nó cũng giống như mặt trời mặt trăng mà chiếu soi 3.000 thế giới, thành ra nó lớn lắm. Cho nên quý Phật tử tuy tu một thời gian là chỉ có hơn 10 tiếng đồng hồ nhưng mà cái phước của mình rất là nhiều, và cái phước nhiều thì chắc chắn là lợi ích cũng rất lớn. Bởi vì có thể nói là chúng ta ăn hay là chúng ta sử dụng vật chất thì nó hết, nhưng mà pháp mà chúng ta nghe được, tức là lãnh hội được, thì trọn cuộc đời này cũng không hết, sử dụng hoài không hết.
Thì đó để cho mình thấy rằng là công đức nó cũng lớn giống như vậy. Thì xin nguyện cái phước lành, cái công đức mà quý vị tu được hôm nay hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm cõi Phật, trên đền bốn ơn, dưới cứu ba đường, và hiện tiền tất cả quý Phật tử đều được thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, bồ đề tâm tăng trưởng, nghiệp là mòn, tội diệt, phước sanh, tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Xin ơn trên Tam Bảo mười phương chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đồng hòa tâm hãy đọc Bát Nhã hồi hướng. Ma Bát Nhã Ba La Mật Ra Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Ngũ Uẩn Giải Không Độ Như Thế Khổ Ách Xa Lời Từ Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc Thì Không Không Tức Thị Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thị Xa Lời Tử Thị Chư Pháp Không Tưởng Bất Sanh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm Thị Cố Không Trung Vô Sắc Vô Thọ Tưởng Hành Thức Vô Nhãn Nhị Thị Thiệt Vô Sắc Thịnh Hương Vị Xu Pháp Vô Nhãn Giới Nại Chi Vô Ý Thức Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Thần Nại Chi Vô Diệt vô lao tử tận vô khổ tập diệt đạo vô chi diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cô bồ đề tác đoại ba la mật đa cô tâm vô quái ngại vô quái ngại cô vô hữu khủng bố huyễn ly điên đạo mộng tường Niết Bàn Tam Thế Chư Phật ơi Bát Nhã Ba La Mật Đa Cô Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Đẳng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Chân Thiệt Bất Hư Cô Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thiết Chú Yết Yết Đê Yết Đê Ba La Yên Đê Ba La Tăng Yên Đê Bồ Đề Tát Bà Ha Yên Đê Yên Đê Ba La Yên Đê Ba La Tăng Yên Đê Bồ Đề Tát Bà Ha Yên Đê Yên Đê Ba La Yên Đê Ba La Tăng Yên Đê Bồ Đề Tát Bà Xả Giới Bát Quan Trai Công Đức Thù Thắng Hạnh Na Vô Biên Giai Hội Hương Vô Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tóc Vạn Vô Lượng Quang Phật Xá Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Não Nguyện Đáng Tri Huệ Chứng Minh Liệu Phổ Nguyện Tội Chướng Tất Tiêu Trừ Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hòa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Ơn Thôi Bồ Tát Quy Bạn Lữ Nguyện Vị Thử Công Đức Hổ Cập Ngư Nhất Thiên
ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm từ quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhầm kinh tạng trí huệ như hải từ quy tâm đương nguyện chúng sanh đóng ly đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.